Em xin mến chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay chúng em lại nhận được rất là nhiều những đơn nâng cấp đầu karaoke. Và thưa các bác và anh em này, đây là những cái dòng mà đầu cũ này. Đấy, đây là bên cũ nhé. Bên này là bên của Việt KTV. Đây, em quay này cho em nhìn nó rõ nhé. Bên của Việt KTV này. Đấy, bên này thì được dán tem, nhà hàng dán tem vào năm 2018. 2018 anh em nhé. Đó. Và những cái đầu bên này là bên Pro. Đó, bên của đầu Pro. Cho nên là sẽ không chạy được YouTube. Đó. Đây, một chiếc mền nữa đây, mền thứ hai. Đó, mền thứ hai. Anh em nhìn này, cùng đánh dấu vào năm 2018 này, 17, 18, 19 này. Đây là 18 đánh dấu ở giữa này. Tháng 1 này. Và ổ này, ổ cực bảo hành này, đây là bảo hành 12 tháng. Bảo hành 12 tháng nhá. Đó, thì tất cả những cái mền Pro này đều không chạy được YouTube. Đó, bên này nó chỉ chạy bài hát bình thường thôi và có thể là tải được bài hát mới về thôi chứ không chạy online. Đó, đây. Đây là cái dòng mail mà anh em đã đầu mà gửi tới bên em đây. Còn đây thì là của BTE này. Đấy, BTE thì cũng cho đi nâng cấp hết anh em nhé. Đó, bởi vì là những cái dòng đầu mà không còn hiện đại nữa, bởi vì là cái xu hướng bây giờ thì là cái xu hướng của chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng đầu hát online. Đó, và đây chúng em đã thay thế này, đây là đã đắp luôn này. Đó, bên này bên mới 100% bên hãng nhá, 100% bên hãng, có đầy đủ số seri, đầy đủ hết số seri cho anh em nhé. Và cái bên này là của Việt K. Đó, bên của Việt K nhé. Đó, đây tem đây ạ, tem Việt K đây anh em này. Đó, bên Việt K, bên này thì chúng ta có thể sử dụng chạy YouTube và có thể là đổi chuyển đổi được ngôn ngữ. Đó, và đây bên này em thấy không, em đã nâng cấp này lên Việt Ca cho khách này. Này để em sẽ cân lại màn hình. Ok, đó, đây lên Việt Ca đây nhá. Đó, chúng em sẽ sử dụng lại là ổ cứng này, lấy lại ổ cứng này, lấy lại cái nguồn nhé, lấy lại nguồn này. Đó, còn đâu là mê là thay mới hết toàn bộ mê. Đó, và đây chúng ta sẽ trải nghiệm YouTube trước này. Đó, đây em đã cắm dây mạng vào đây anh em này, cắm dây mạng vào nhé. Đó, đây nhật ký đời tôi này. Đó, nó sẽ tải hát online, và hát online đây thì không lo quảng cáo nhé. Đấy, anh em nhìn nhật ký đời tôi đây. Đấy, và liền một lúc anh em có thể chọn nhiều bài một lúc đều được hết này. Đó, danh sách là 5 bài đã chọn này. Đây là YouTube nhé, chúng ta chọn một lúc nhiều bài cũng được, và anh em có thể ưu tiên, ví dụ như là em sẽ ưu tiên bài nhật ký đời tôi này, xong đến nhà ngoại ô bài thứ hai đúng không, thì bây giờ em sẽ ưu tiên lên bài đất tâm sự đời tôi nhé. Đây này, đó, nó sẽ lên bài thứ hai, và đây em sẽ next bài sang bài này, liên khúc tâm sự đầy tôi. Đấy, ok chưa? Rồi tiếp theo nữa nhá, anh em muốn chọn bài nào, phương trời xứ lạ nhá, ưu tiên lên đều được hết. Đây là chọn online, phương trời xứ lạ này, và đảm bảo với anh em rằng là 100% không có quảng cáo. Đấy, phương trời xứ lạ nhé, 100% không có quảng cáo. Đó, và chọn được ngôn ngữ, anh em có thể chọn được ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc, để cho khách Trung Quốc họ có thể là chọn được bài Trung Quốc. Ok chưa? Đó, bởi vì là nhiều anh em phải mua những cái dòng đầu như đầu Sky của Hàn Quốc à, để có thể chọn bài Hàn Quốc. Nhưng bây giờ chúng ta đã có YouTube rồi, chúng ta có thể tìm kiếm trên bàn phím. Đây bàn phím ở đây. Đó, đây bàn phím đây. Và đây anh em bấm vào đây để ra ngôn ngữ này. Đó, thích chọn bàn phím nào thì chúng ta sẽ viết vào bàn phím đó. Đây, tiếng Trung này, tiếng Việt này. Đó, tiếng Trung rồi tiếng Hàn nhé, có hết cho anh em. Tiếng Hàn, tiếng Nhật có hết này. Đó, thì là để chúng ta, người nước nào thì người ta sẽ chọn bàn phím nước đó, hoặc là anh em sẽ chọn cho khách. Đó, rất đơn giản thôi, đúng không? Rất đơn giản. Đó, và hiện tại nâng cấp những cái main của Việt K này rất là nhiều, bởi vì là cái giá thành của nó phù hợp cho tất cả anh em dùng gia đình hay anh em kinh doanh. Đó, hát không quảng cáo, YouTube chạy rất là mượt. Đó, và anh em có nhu cầu nâng cấp đầu màn main của Việt K thì có thể liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ Audio để được hỗ trợ. Và xin chào anh em.